Chào các bạn, mình Tuấn Anh đây. Chắc hẳn đối với những cái người mà ưa vận động thể thao này, hay là có một dư giả một chút về tài chính mà hay vận động thể thao, thì chúng ta thường hay sở hữu một cái thiết bị đeo tay như này đây. Và hôm nay mình đang có đây chiếc Garmin Instinct cùng với một thiết bị, đó chính là Apple Watch Series 4. Đâu rồi không biết. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vận động một chút để xem cái khả năng theo dõi sức khỏe của hai cái thiết bị này là như thế nào nhá. Và các bạn thấy là nhịp tim của mình ở đây với chiếc Garmin Instinct và của Quỳnh Anh ở đây với chiếc Apple Watch Series 4. Chúng ta bây giờ sẽ cùng với nhau vận động một chút để xem nhịp tim thay đổi như thế nào. Và các bạn có thể thấy là nhịp tim của mình đã bị thay đổi sau khi mà hoạt động rất là nhiều. Thì mình nghĩ là các bạn không nên quan tâm quá nhiều, bởi vì cái chất lượng cảm biến trên những cái chiếc smartwatch này nó đã rất là tốt rồi. Và như chúng ta biết thì những cái chiếc Garmin Instinct này có thiết kế rất là hầm hố, rất là ngầu, giống với những chiếc Kaito G-Shock. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi thử xem cái khả năng chịu đựng chống va đập, chống sốc của cái thiết bị Garmin này như nào nhá. Và các bạn có thể thấy thì mình vừa bị hành hạ cùng với cái chiếc Garmin Instinct này vô cùng là nhiều. Và tuy là chỉ với đệm và cao su thôi, nhưng mà cái việc hạn chế va đập trên những thiết bị điện tử là vô cùng cần thiết. Và cái chiếc Garmin Instinct của mình vẫn hoạt động bình thường, vẫn không hề xin nhầm tí nào cả. Đến lượt tiếp theo sẽ là chiếc Apple Watch Series 4. Các bạn muốn xem nào? Quỳnh ơi! Thử va đập em ơi! Đưa đồng hồ đây! Ok, và cuối cùng thì mình đã bắt được em Quỳnh Anh ở đây. Tuy nhiên thì em vẫn rất là cứng đầu và không chịu đưa cho mình cái chiếc Apple Watch Series 4 này. Với cái mức giá trên 10 triệu đồng của mình thì cái chiếc Apple Watch Series 4 có một tính năng rất là thú vị. Đó là ví dụ khi mà bạn ngã và nằm yên bất động thì cái chiếc Apple Watch Series 4 này sẽ tự động gọi cho một cái số khẩn cấp mà bạn đã cài đặt từ trước trong phần cài đặt. Và thứ hơn cái tính năng này liệu nó có hoạt động tốt hay không, chúng ta hãy cùng đi thử nghiệm ngay sau đây nhá. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ bật cái tính năng Full Detection ở trên đây lên các bạn nhá. Rồi, ok, rồi đây. Ok, vậy thì đầu tiên mình sẽ thử ngã khu này thế sao nhá. 3, 2, 1. Rồi mình sẽ nằm để xem là chiếc Apple Watch này có hoạt động không thật nhá. Ôi, và khoảng 20 giây đã trôi qua rồi. Tuy nhiên là cái tính năng phát hiện ngã này của Apple Watch vẫn chưa hoạt động được. Mình sẽ thử ở những khu khác, khác to hơn, nặng đô hơn thế nào các bạn nhá. Rồi đi thôi. Đến với bài test cuối cùng nha, bài test hardcore nhất ngày hôm nay nha. Mình sẽ thử ngã ở trên cái sàn bình thường, mình nghe đi cái sàn cứng bình thường ấy, để xem là cái tính năng gọi khẩn cấp ở trên Apple Watch này có hoạt động không các bạn nhá. Rồi bây giờ bắt đầu luôn thôi. Ok, và cuối cùng thì các bạn có thể thấy là cái tính năng AirOS trên chiếc Apple Watch Series 4 này
hoạt động nó cũng chưa hiệu quả lắm, hoặc có thể là do Quỳnh Anh ngã nó còn hơi sợ sệt một chút. Cho nên là các bạn hãy subscribe kênh để mà an ủi cho Quỳnh Anh một chút, vì công em đã ngã rất là nhiều mà. Thì kết luận việc bạn mua cái chiếc Garmin Instinct này hay là cái chiếc Apple Watch Series 4 hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Cái chiếc Garmin Instinct này thì có khả năng chống sốc rất là tốt, cũng như là nhiều tính năng thú vị trên một cái chiếc đồng hồ thông minh. Mình phải nói là như vậy, bởi vì cái chiếc Garmin Instinct này thật sự mình có thời gian sử dụng và nó vô cùng là tốt ở trong cái tầm giá này. Còn cái chiếc Apple Watch Series 4 thì gần như là đã có quá nhiều video nói về cái chiếc Apple Watch này rồi, cho nên là mình không cần phải nói thêm nữa. Và các bạn nghĩ sao về video này thì các bạn hãy vui lòng comment cho chúng mình biết nhé. Mọi thông tin chi tiết về hai sản phẩm là Garmin Instinct cũng như là Apple Watch Series 4 các bạn có thể truy cập địa chỉ link của Hoàng Mobile bên dưới phần mô tả, mình để dưới phần mô tả video đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.